Dạ Tiết kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Và sáng hôm nay đó thì Tiết quay trở lại nhà của ba mẹ em Mỹ với quý ông bà, cô chú. Và hôm nay đó thì Tiết cũng rất là đau buồn, đến đây để mà chia buồn cùng gia đình của em Mỹ. Dạ Tiết cũng xin thông báo đó là em Mỹ trở về hồi chiều hôm qua thì em Mỹ cũng mắc hồi lúc 9 giờ khuya này. Dạ thì gia đình đó thì cũng đang rất là khó khăn. Thì hôm qua đó thì Tiết nghe gia đình báo đó là còn nợ 20 mấy triệu ở bệnh viện đó. Khi nào mình phải thanh toán xong đó thì bệnh viện mới cho chở em Mỹ về. Thì hôm qua thì bác sĩ cũng chạy quý bà cô chú. Rồi sáng nay thì mẹ của em Mỹ thì đang đi đến cái đội từ thiện mà bên mai táng đó, hàng gương đồ thì theo Kiết biết là cũng được bên đội thiện nguyện đó họ giúp đỡ đó. Thì hôm nay đó thì Tiết đến đây, thứ nhất là chia buồn cùng gia đình, sau đó thì Tiết thay mặt vợ chồng chị Thạch, anh Thạch và chị Liễu, vợ chồng Thạch Liễu với chị Dung để mà trao cái tiền. Thì hai mạnh thường quân này là giúp để mà chi phí thuốc men sắp tới với bà cô chú, nhưng mà bây giờ đó thì em cũng không còn nữa. Dạ thì em thay mặt gia đình của em Mỹ gửi lời cảm ơn đến vợ chồng Thạch Liễu và chị Dung rất là nhiều. Và em kính chúc hai mạnh thường quân thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong công việc của mình. Dạ thì do đó là nói chung là mình gia đình cũng anh em rồi cũng ít, dòng họ cũng ít, nhờ là cái chánh là nhờ chòm xóm rồi bà con đó quý bà cô chú. Dạ con chào chú. Dạ đây là cái hàng bên em Liễu đó hả chú? Chú cứ nằm đó đi. Dạ dạ đây thì bây giờ đó thì đợi đó là mình đợi bên cái đội từ thiện họ vô lận mai táng. À cái này mình chưa liệm hả hả chú? Chưa. À khỏi quay vô cái mồm ngang anh Kiệt, khỏi, mình chỉ quay cái khung cảnh thôi rồi. Vậy làm bây giờ mình mấy giờ mới liệm mà chú? 1 giờ. 1 giờ hả? Từ thiện ta mới rảnh ta vô. Vậy hả? Ừ. Cũng như bây giờ chú ngồi vậy nổi không? Được. Cô mời chú ra ngoài bàn này nói chuyện cho nó thoải mái. Dạ, trong đây nó hơi tối. Dạ. Rồi đêm hôm này mình cũng có cầu nguyện rồi hả hả chú? Đúng, cầu nguyện sáng đi. Dạ. Đây cái bàn này thì cầu nguyện, mình cầu nguyện Phật trời với bà cô chú. Là cái bàn cầu nguyện. Ở đây trước trên đây cũng thắp nhang rồi, không hỏi không. Dạ ở đây cũng được đó chú. Chú ngồi đây giùm con. Dạ. Anh Kiệt anh qua hướng bên đây nè anh Kiệt. Bữa nay thì anh Năm có việc đó cho nên là Tiết nhờ anh Kiệt ảnh bấm máy giùm quý bà cô chú. Dạ. Anh lại gần chút nha anh Kiệt. Đừng đứng xa quá. Dạ chú ơi, bây giờ đó là cho con hỏi về cái vấn đề đó là hôm qua con nghe gia đình mình báo đó là mình còn nợ với bệnh viện là 20 mấy triệu đó. Dạ. À, người ta nói là đóng xong rồi mới được chở em Mỹ về. Rồi cái số tiền đó là mình dây mượn như chú Hiếu đưa 11 triệu. Rồi còn nhiêu thì cái chị của cái cô Út nãy đó bà cho mượn rồi qua đám rồi lo trả cho bà. Vậy hả? Vậy cái tiền mình mượn đó là không có luôn. Chỉ sáng không nhờ ai liệm, mấy người khi quan tài vô nhờ ta liệm luôn. Không có được. Chứ bây giờ mượn hai lái đồ chổng đi ra chắc tao kêu tùm lum chứ không được. Người ta bữa nay ta kẹt đám. Ta tụng nguyện chút xíu ta liệm chút xíu cái nhiều. Chứ chú cho con hỏi cái vấn đề đó là bây giờ hiện tại là mình mượn bao nhiêu ở ngoài? 6 triệu mấy. 6 triệu mấy hả? Ừ, 6 triệu 9. Dạ. Là cái tiền rút sát nó này ra đó. Là chính thức là em mắc hôm qua đó là 9 giờ tối hôm qua. Ừ. Ta trở về tới đây 8 giờ mấy, 8 giờ 10 hay gì đó. Rồi tới 9 giờ rồi rút ống thở ra. Chú Hiếu quay về hôm nè. Dạ. Vậy rồi bây giờ là thím là đi ra ngoài bên đồng đạo để mình bây giờ mình kêu được chưa? Bây giờ không có, mà kêu rồi này nó kêu rồi nè. Cháu nó kêu rồi mà ta hứa 1 giờ hoặc là 4 giờ ta vô. 1 giờ hoặc 4 giờ chiều. Ừ. Rồi ta vô ta đưa đi chôn luôn, ta liệm rồi ta đưa đi chôn luôn. Mình có lên giờ giấc gì không? Không, bởi vì mình tính là tử tán Tính là thí dụ có từ thiện thì sáng 9 giờ này mình liệm nè, 3 giờ mình chôn, mà không có là thôi mình để là vậy rồi để luôn. Rồi bây giờ đi đưa lên chùa Kỳ Duyên chảnh chôn 10 triệu. Rồi tiền chi phí đồ nó chắc cũng chạy ra mười mấy triệu chở đi đó. À, cái 10 triệu đó là mình đóng cho cái chủ nền nó với người ta xây cái mồ cho mình luôn đó. À, cái đó là kêu bằng nghĩa trang hay là gì? Không, cái nghĩa trang tư nhân. À, nghĩa trang tư nhân ha. À, là mình phải đóng tiền vô đó là chót có cái chỗ mình chôn ha. À, mà trong vòng 20 năm mình phải lấy cốt, nó không cho để lâu. Ủa vậy đó hả? Ừ. Vậy là bây giờ mình đâu có cái chỗ nào khác nữa hả? Bây giờ em vợ nó cho ăn chỗ đó mà giờ vật tư đồ chuyển vô không được. Cái hàng khi cũng khó, nó khiêng ở dưới ruộng người ta. Bị phải bỏ cái dãy ruộng. Đi khó khăn ha. Khó khăn, rồi vật tư rồi nó đi chuyển xa quá không ai tiếp. Dạ dạ. Cũng như bây giờ trước mắt là con muốn biết là bây giờ mình Hiếu là chú nói là nãy là 6 triệu phải không? Ừ. À, 6 triệu, rồi bây giờ đó là mình đóng cái chỗ mà để chôn đó là 10 triệu hả? Ừ. Là 16 triệu. Rồi mình cũng nhờ từ thiện rồi kia lòng hảo tâm của Mạnh Thường Quân á. Dạ. Người ta giúp được tới đâu hay tới đó. Vậy hả? Trước mắt là mình thiếu cái khoản là mười mấy triệu nữa ha. Ừ. Dạ, rồi còn đây về sau nữa là mình còn cái khoản nào nữa không? Còn nuôi hai đứa nhỏ đó. À, rồi hai đứa nhỏ đâu rồi chú? Gửi đằng này đứa, còn đứa theo bà ngoại đằng đứa. Vì có một năm tôi ở nhà tôi không thấy đường rồi nó chạy ra lộ xe nè, bà đi tôi kêu bà dẫn theo luôn. Dạ. Vậy thì hôm nay con đến đây thì con thấy chú cũng không có được khỏe, con nói chuyện ngắn gọn đấy ha. À, dạ thì con cũng chia buồn cùng với chú, rồi cứu chú thì cũng giữ gìn sức khỏe ha. Yeah. À, có sức khỏe lẫn chăm sóc con của em Mỹ nha. Dạ. Rồi sau này mà có Mạnh Thường Quân nào mà bảo trợ cái nguồn tiền mà để cho hai bé ăn học đó thì con sẽ xuống lại ha chú. Dạ thì trước cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ thì trước mắt đó thì hai Mạnh Thường Quân này đó thì nói chung là không, con cũng không hay luôn đó, sáng nay con mới biết á chứ con không có hay là em Mỹ mắc. Thì vợ chồng của Thạch Liễu và chị Dung đó là hỗ trợ thêm cái tiền đó là 17 triệu để mà cũng như là tiếp cái tiền thuốc, chứ Mạnh Thường Quân cũng không có biết là em Mỹ như vậy. Yeah. Rồi cho nên là thôi bây giờ con cũng chia buồn rồi con thay mặt hai Mạnh Thường Quân để mà trao tiền cho chú ha. Yeah. Dạ. Chú gửi lời trước giùm con để kêu bằng cháu được rồi. Yeah. Chú cứ cảm ơn cháu được rồi. Cảm ơn cháu, cảm ơn các Mạnh Thường Quân. Dạ, rồi chú để lên đây giùm con ha. Chú hiện mắt cũng mờ với bà của chú, cho nên là bây giờ đó thì bây giờ con đưa từng hoàng đi. Không, đâu có gớt gì đâu chứ. Thấy cái bóng. Vậy hả? 1, 2, 3, 4, 5 là 1 triệu. Là 2. Là 3. 3. Đi gần gần nha anh Kiệt. 3, 1, 2, 3, 4. Là 5. 6. 7. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 triệu đủ hết chứ. Rồi. Dạ. Tôi xin cảm ơn Mạnh Thường Quân nào hỗ trợ cho gia đình tôi. Quá khổ rồi. Chồng con tôi được ở trên đó tôi mừng. Vợ của ổng là chú không bắt cuộc. Bà này con người thứ ba, vợ tôi con người thứ 9. Dạ dạ. Tôi ở lô đằng kia. Dạ. Lỡ tới lui với bà Hòa. Dạ. Vậy hả chú? Dạ. Chú nhớ giữ gìn sức khỏe ha. Con dạ, chúc dạ. Chú thật nhiều sức khỏe để vượt qua cái lúc này nha chú. Dạ. À, dạ. Tôi biểu thôi đừng ấy cũng nó cũng gầu gầu. Để bệnh hoạn đi nữa thì nó lo. Cũng nhờ bà con mình chung tay. Nhờ bà con giữ dằn luôn. Nhờ Mạnh Thường Quân không á. Thì nhà tôi đâu có nhiêu đâu. Cộng xe 12 triệu với còn chưa được 20 triệu nữa. Mà nói trăm mấy nữa cô tính đi. Vậy là hiện tại mình cầm chiếc xe 12 triệu hả? Ừ. Rồi mình đóng lãi hay là cái sao? Đóng lãi 1 triệu 1 tháng 50, 12 triệu đóng tháng 600 á. À bây giờ phải đóng lãi 1 tháng 600 tiền xe hả? Ừ đừng đem với cho nó đóng viện phí đó. Biết biết đâu rồi. Nè, kìa. Ngọc Thăng phải không? Không phải Bảo Ngọc. Bảo Ngọc kìa. Bảo Ngọc ơi, tắm biểu nè con, tắm nghe nè. Mới nghe nè, mẹ con đâu? Mẹ con sắp chết rồi. Chị đó. Con không chuyện nói. Nó chưa có biết là mẹ mất hả chú? Nó biết mẹ nó chết mà mẹ con ngủ không biết chừng nào thức nữa. Vậy là hôm qua em về là em khóc trên đường suốt luôn hả? Dạ, vậy đó hả Thiếu? Dạ, con cũng chia buồn với gia đình nha anh Thiếu. Dạ, rồi Thiếu đi đâu mới về ạ? Thì đứa cháu nó làm cái được không? Cái mã cho nó đó, bây giờ không cái chỗ đó xa quá nó dời đồ ra không nổi. Rồi mượn thì người ta đi làm hết rồi, đâu có ai không? Út rồi đi mặn hết rồi. Có được con với man con hai lỏ à. Rồi có 4 người đó làm sao dời đồ ấy, làm mà Mỹ mà chốt ngoài ngoại á, có đi gần xử ra. Phía ngoài. Nếu vô trong mà bẫy không được cái trời. Trong đó gì cũng dời ra cũng không được nữa, nó xa. Nó mất cái hồ nữa. Ghế đi cô. Cô ngồi ghế đi, cô ngồi ghế. Dạ. Giờ nãy con cũng có nói là bây giờ thì con nếu mà thật sự là không được ở chỗ đó thì có cái chùa Kỳ Viên, chùa Kỳ Duyên hỏi gia đình coi cô với lại chú có quyết định không? Thì giờ đó không được thì lên chảnh cho sao giờ? Còn thấy đi về chưa? Chưa. Chùa Châu Duyên thì mình tốn 10 triệu nha cô. Không biết thì đây hỏi coi nhiều. Dạ, vậy để gia đình mà bàn tính lại cái chuyện hậu sự ha quý bà của chú thì Tiết rồi cô với chú nói chuyện đi. Dạ. Rồi Tiết thì ra đây thì cũng xin gửi lời cảm ơn. Dạ. Con cái bữa đầu con vô đó cô nhớ không? Dạ. Qua đây anh Kiệt. Dạ thì gia đình cũng hơi bối rối với bà cô chú do là cũng đơn chiếc không có nhiều người để mà phụ chung tay đó cho nên là Tiết cũng nói vắn tắt thôi. Thì một lần nữa thì cho Tiết gửi lời cảm ơn đến hai mạnh thường quân rất là nhiều và em chúc cho hai mạnh thường quân thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công trong công việc của mình. Dạ thì đến đây thì Tiết cũng xin tạm kết thúc clip tại đây. Cho Tiết gửi lời chúc sức khỏe đến quý bà, cô, chú, anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ và yêu mến kênh của Tiết. Dạ Tiết xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau. Bye bye.